Và chào tất cả anh em nhé. Buổi chiều hôm nay thì đoàn xã Nga Bạch cũng đã có mặt tại Ủy ban nhân xã Nga Tân rồi, với rất nhiều những tác phẩm đẹp mà xuất sắc của anh em hội Nga Bạch cũng đã có mặt. Thì theo ghi nhận thì Lam Tóc Dài, một trong những chàng trai phải nói có bộ tóc rất là tuyệt vời, anh cũng đã mang những tác phẩm phải nói xuất sắc của vườn đến với hội sinh viên xã Nga Tân. Đấy, anh em biết là không khí buổi chiều hôm nay là rất là sôi động. Ôi, cái này thì khiêng như cái này mà. Đây. Đoàn Nga Bạch đến với hội 3 tác phẩm. Đấy là nói thế thôi chứ còn có thể mang 10 tác phẩm được. Đấy, với cái không anh ạ, những cây như này rất điệu đà đúng không? Mang đến có gì đẹp gì đó hay hay. Đây là tác phẩm của Lam Tóc Dài, hay còn gọi là Nam Nê nhá. Cả nhà mà cũng đã đến với vườn Nam rồi thì biết là tác phẩm của nó là tuyệt vời. Trượng Phu. Đây có gọi là thế võ Bình Định không, nhưng mà Trung Môn Sai ghi nhận là Lam có tác phẩm của nó tuyệt vời. Quá đẹp đấy nhờ. Đấy. Trời đất và con người. Vậy là tác phẩm này là của Lam luôn đúng không? Đúng, tác phẩm này là tác phẩm mới đúng không? Lâu rồi chứ, làm lâu rồi. À, làm lâu rồi à? Đấy. Nó chưa được đi chơi lần nào. À thế à? Lần này với là lần đưa em đấy đi đúng không? Đấy, theo chủ nhân nói là đây một tác phẩm có tên là Thiên Địa Nhân. Đấy, hay còn gọi là Huyền Chi Đảo Địa đúng không? Cũng được, đây là một trong những cây mà có cái đảo kinh khủng luôn. Đấy, nên là hôm nay thì rất cảm ơn là anh em Nga Bạch cũng đã bữa nay chuyển thành Nga gì rồi nhỉ? Chưa. Tưởng là Nga Hiệp là phải liên hoan đấy chứ còn chưa chuyển. Chúng tôi vẫn đang còn đấy, chủ nhân đang rất là tận tụy với tác phẩm của mình. Thì chúng tôi sẽ điểm tin từng đoàn một. Đấy, hôm nay thì cảm ơn Trung đã tin cho anh em đến. Rồi. Nhờ cái thông tin của Trung để cho anh em đến cho nó kịp thời với cái đúng này. Rồi. Đang nói là rất nắng nhưng mà mình phải đưa tin kịp thời đúng không? À, giờ không khí về nắng là nóng bỏng rồi. Sáng là mưa nhưng mà thấy phải đi ngay đúng không? Ơi, sáng nhiều đoàn cũng bảo là tại sao mưa mưa mà đấy. Đã về cây này của ai nhỉ? À thế à? Thì theo thông tin là mấy là tân nghệ nhân, là cái tân nghệ nhân là phải có tác phẩm đấy. Không biết là Nam thì hình nó sắp xếp thế nào để cho anh em nó có cái chương trình ủng hộ hội cho nó trọn vẹn hơn. Phải là cái này được, mình vẫn thích cái dáng này đấy. Nhiều tiền đúng nhờ. Hay là chưa có rượu chưa làm được chưa? Đấy. Nắng quá nhưng mà thôi thì tôi cũng sắp xếp review một chút cái chương trình của chiều hôm nay để cho mọi người nắm bắt được cụ thể hơn nhé. Tất cả những ông chấp hành của huyện Nga Sơn không ông nào vắng mặt chiều nay. Vâng, tí em qua luôn. Cái này các đồng. Cái này các đồng. Báo cáo ông về. Cái tên là. À không, em đi lấy cái cây nữa. Chúa đi. Cả nhà nhá, thì Trung Môn Sai cũng đã có mặt rồi. Với những tác phẩm mà đưa đến đây thì anh em đều có thể là chiêm ngưỡng qua ống kính của Trung Môn Sai. Vì đây là những tác phẩm và nó là một số anh em hội viên xuất sắc. Nhưng đây là không biết có ống kế không kỳ. Mai Phạm Thực. Đây là cái xếu anh em ạ. Nếu mà mới đầu nhìn thì tưởng tác phẩm ruối, nhưng mà đây là cái xếu là đúng hơn. Xếu rừng. Rồi nhé cả nhà nhá, cả nhà thân yêu nhá. Thì buổi chiều hôm nay thì Trung Môn Sai tiếp tục điểm tin ở xã Nga Tân đây. Với những tác phẩm anh em tiếp tục đưa về thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cũng như là kết nối tới tất cả anh em yêu cây cảnh gần xa. Đặc biệt là một số anh em sẽ có dịp về Ủy ban xã Nga Tân thôi. Tại vì chương trình nó chỉ diễn ra offline trong vòng có từ 30 đến mùng 3 là chúng tôi bế mạc rồi. Nên là rất mong anh em nắm bắt được cái thông tin cụ thể mà có thể là về thật sớm, giao lưu, chia sẻ, kết nối đam mê.
Đây, chia sẻ nhá, chia sẻ với tất cả bà con yêu cây, đặc biệt là những phu nhân đang có những ông xã yêu cây này là phải hưởng ứng. Đấy, mà hôm nay là anh hưởng điều hẳn chị đến tận nơi nhặt những cái cỏ này, nhận những cái lá mà thương ngay. Đây là cây của Hưởng Vân, cây xanh là Nam Điền có tầm 60 năm tuổi. 60 năm tuổi đấy. Cây này nếu mà bắt vào bóng thì cây này rất là đẹp đấy anh ạ. Bóng dáng của nó rất đẹp. Phải nói là cũng là một tác phẩm đẹp. Nhưng mà theo em nghĩ là cây này anh để hơi cớm hay sao? Không, tức là nó không khó. Không, chưa nuôi không đủ ăn anh nắng đúng không? Đấy, cũng rất mong là anh chị sau cuộc đi chơi này về có sự cải cách một cái vườn tí cho nó được ăn trọn nắng hơn. Đấy. Chơi cây nó khổ với chị ạ, nó là nhiều khi vất vả đây. Thật ra là cây cũng không quan tâm cây cho anh lắm, cho nên là hôm nay và cây đi đưa đi thì thấy là cái cây nó đang còn sạch sẽ. Không khí đầu giờ chiều cũng đang rất là tấp nập nhé. Đấy. Đây để chuẩn bị cho mùng 2 đây thì tất cả các học sinh các em cũng đã đến để mà chuẩn bị nhặt cỏ này. Nắng to quá cả nhà, nhưng mà anh em vẫn đang nhiệt tình đưa những tác phẩm đến chung vui với hội. Thì đầu giờ chiều hôm nay thì anh em cũng đã biết rồi, những tác phẩm đang đưa đây. Đây, những cây phải nói là cũng xuất sắc đấy. Đây cây của anh Phi này. Đây là một trong những tác phẩm cầm thị. Cây cầm thị này ra chiếc của nó nhìn thì nó đen như này thôi anh em ạ. Nhưng mà khi nó ra quả ra chiếc nhìn rất là hay. Đây, chắc là những tác phẩm của nghệ nhân An. Nắng gót cả nhà. Nhưng mà thôi thì đầu giờ chiều thì cũng ghi nhận một vài tác phẩm đẹp đã có mặt rồi. Tiếp tục anh em đang đưa về. Còn nhiều tác phẩm đẹp và xuất sắc nữa nhé. Mọi người chờ xem. Tác phẩm Juza cũng đã có mặt. Đây là những tác phẩm mà anh em trong hội chắc là người ta cũng rất là tâm đắc đấy với những tác phẩm đưa đến đây, dù đẹp hay xấu dù thế nào chăng nữa thì cũng là những tác phẩm rất là ưng ý của anh em nhé. Cũng phải hy sinh công sức cũng như tiền của chăm sóc đây này, anh em cũng biết là với những tác phẩm như này mà nó có quả vài quả đây thôi thì nó lại khác hẳn nhé. Anh em lại có cái nhìn khác luôn về em nó. Cây này chúng tôi tin là 40 năm tuổi rồi. 40 năm chưa cắt một tí nào luôn. Không cắt tỉa một lần nào vậy nó nằm ở trong này luôn đấy. Không, tức là nó nguyên hình như vậy mà anh từ xưa giờ chuẩn là anh chơi 35 năm rồi thì anh mua cái bé cái này 40 năm tuổi vậy. Nhưng nó sống giỏi thế, chưa hề cắt tỉa một lần nào. Nhỏ nhỏ chưa đúng hề làm một cái gì hết. Thế là ngày đấy anh mua bao nhiêu tiền cái này? Cái đấy ngày đấy anh mua là lúc đấy nó tiền ngày xưa ấy, là cách đây được 35 năm là anh mua 1 triệu. 1 triệu và 1 triệu lúc đấy bé thôi, còn về ghép một cái đá để chơi và cũng hay đấy. Nhưng mà nắng và nó lá dày. Nhưng mà không phải cắt tỉa lần nào chú ạ. Lạ kỳ cây này. Thì nó có chất đâu mà anh, nó chỉ bây giờ nó chỉ co ở cái điểm này thôi. Chỉ có vậy thôi. Vâng. Ok nhé cả nhà nhé, thì chúng tôi sẽ cũng hẹn anh em ở video sau đi, thì thời tiết nó nắng lắm thì nó ra những tác phẩm này thì tiếp tục buổi chiều nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em thì không gian này phải sắp xếp lại. Đầu giờ chiều nay thì cũng đang còn rất là vất vả.
tiếp tục điều chỉnh nhé.